Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn giao tốt trong chuyên mục Cuộc sống Hóc Môn sẽ dẫn quý vị lang thang thị trấn Hóc Môn về đêm ngày mùng 6 Tết năm Tân Sửu 2021 quý vị nha. Ok, quý vị cũng đừng quên đăng ký, like, share video này của Tân Hòa quý vị nha. Và nếu quý vị có nhu cầu nhà đất Hóc Môn thì quý vị hãy liên lạc với Tân Hòa theo số điện thoại 0908214842 để Tân Hòa có cái cơ hội được phục vụ quý vị. Xin mời quý vị lang thang thị trấn Hóc Môn về đêm cùng với Tân Hòa quý vị nha. Xin mời.